chứ bảy có đình về râm bảy chứ nó nghĩ mày ngay với mày nhờ chứ này dư là mày mới cử hỏi tao gọi mày luôn khỏi lắng nhạc không biết y bảy là ý răng nói em nắm đi về mà răng chồ về á chờ chóa đi họ đưa ngại xá đi xé nó biết đi chứ mày mấy bữa dư là cứ nhắc mấy nội Mỹ là mắc cái chị trong nợ đấy là yêu thôi lấy cỡ công ty tăng cả thì con nó được về Mỹ thử do ông sáng con nợ người ta trong vậy dồ nó về quê liên tục chả mề hận á thân phải dục hận dũng như Mỹ là đi học đi mân vừa mua thẳng nắm ấy Mỹ về được con lần nhủ ra rong ấy phải phấn gì hay thui nhiều hết lợi phấn gì thì đôi thì hay bùi đành mà ta kéo về chút cụi con đau mới đi thành phố đều này chứ được lâu dư gì về thì đọc đôi rồi mặc mất đi cậy mày rằng mày cũng cứ trốn tôi phận như thật chứ chóa cũng trồ nó thật Mỹ là ngầu ngạn lắm đấy chứ lọc tự lọc ráo đấy dư nó phải bay đi ra bình lọ trên tay đi hay nặng gợm dễ gáng rắn nó thật nên là chặt gạnh cái giọng thì kêu nặng đâu vai tháo ní trát trốc nên là bị kéo ái này cũng khéo lên lên đi lệ đi kéo bên rồng cần gậy con lịa thì chín tay thì nóng ngong cái tị nhạc mới trườn rọt thế có khí rồi chia tay nhá nội rửa thối thì rửa đi hay ram ní về được thì mày ngáy thì tốt cho mày mấy cứ kéo hòa để tao mày nóng rọt hỏi đi hỏi lại nhọc thân tao hay được nhá về được sắp sẽ về thăm mày thăm cha ha cha mày nhớ mày còn cãi